Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn sau một thời gian dài không thể ra thêm video nào. Nếu bạn nào biết lý do thì xin mời truy cập fanpage chính thức của kênh tại địa chỉ www.facebook.com/topnamlaki. Và lần trở lại này, những người thực hiện top 5 muốn mang đến cho các bạn một điều bất ngờ và cũng đã được trông chờ từ lâu. Đó là một video vượt ra khỏi phạm vi top 5. Không để các bạn chờ đợi thêm bất kỳ một giây phút nào nữa, hãy cùng đến ngay với top 10 hiện tượng thiên nhiên kỳ thú chưa có lời giải. Hàng triệu con sứa biến mất. Tọa lạc trên đảo Elmas ở Palau, hồ sứa là một hồ nước biển kết nối với các đại dương thông qua một mạng lưới các vết nứt và đường hầm. Mỗi ngày có hàng triệu con sứa di chuyển vào trong hồ. Tuy nhiên, trong 2 năm từ năm 1998 đến năm 2000, người ta không thể tìm thấy bất kỳ một cá thể sứa nào ở đây. Có rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân của hiện tượng này, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Có khi nào người dân xung quanh hồ thèm lộn sứa, hay phải chăng có một cuộc nội chiến xảy ra khiến số lượng tộc sứa qua bề mò? Chúng tôi cũng chịu. Băng tròn. Đá tròn còn được gọi là đĩa băng hoặc chảo đá, là một hiện tượng tự nhiên rất hiếm xảy ra khi nước di chuyển chậm ở nhiệt độ đóng băng. Các nhà khoa học không biết chính xác cách thức hình thành những đĩa băng này, nhưng có thể chúng được hình thành từ các dòng xoáy, nơi các mảng băng mỏng xoay tròn và dần dần kết dính lại với nhau. Đường kính của vòng tròn có thể thay đổi rất nhiều, từ chỉ một vài feet cho đến tận 50 feet, tức hơn 15 mét. Bão sao Thổ. Trong năm 2013, một cơn bão lớn đã được phát hiện trên bề mặt sao Thổ bởi tàu vũ trụ NASA đang bay quanh hành tinh này. Mắt của cơn bão có đường kính khoảng 1.250 dặm, tương đương với gần 2.000 km và di chuyển với tốc độ nhanh như một đám mây, 530 km mỗi giờ. Trên trái đất, cơn bão hình thành bởi dòng hơi ấm bốc lên từ đại dương. Tuy nhiên, trên sao Thổ không hề có biển. Do đó, nguyên nhân tạo ra một cơn bão khổng lồ như trên thật không thể giải thích được. Dù sao thì đó cũng là chuyện của NASA, của các bạn mẽo. Các bạn ấy vừa giàu vừa rảnh, các bạn ấy quan tâm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, đừng nói chuyện trên sao Thổ. Chuyện của Việt Nam mình các bạn ấy còn xía vào cơ mà. Mưa động vật. Đã có rất nhiều trường hợp kỳ lạ ghi nhận hiện tượng động vật rơi xuống từ trên trời. Mùa hè năm 2000 tại Ethiopia, hàng triệu con cá cả sông lẫn chết trút xuống như một trận mưa gây khó chịu cho người dân bản địa. Hầu hết các cơn mưa động vật được cho là do lốc xoáy hoặc các trận bão lớn có khả năng hút nước từ các con sông, kèm theo nạn nhân là những đàn cá lớn. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn thách thức giới khoa học vì hầu hết mỗi trận mưa như thế này chỉ độc nhất một loại động vật như cá trích, ếch hay chim. Có vẻ như hiện tượng này không phải do tự nhiên gây ra một cách ngẫu hứng. Hẳn là mẹ thiên nhiên buồn tay buồn chân nghịch chơi. Hy vọng lần tới mẹ nạn ra cơn mưa tiền rồi thả quanh nhà con cho con nhờ. Vùng đất im lặng. Khu vực hoang mạc Bosón de Mapimí, Mexico được mệnh danh là vùng đất im lặng với nhiều hiện tượng bí ẩn liên quan tới sóng radio. Năm 1970, một căn cứ quân sự Mỹ tại Utah đã phóng thử nghiệm tên lửa, nhưng nó ngay lập tức đi lệch hướng và đâm xuống sa mạc. Người ta nói rằng tên lửa này đã bị nhiễm phóng xạ. Họ phát hiện ra rằng không một tín hiệu vô tuyến, TV, sóng ngắn hay tín hiệu vệ tinh nào có thể lọt vào khu vực này. Các nhà khoa học cũng cho biết đã có nhiều người nhìn thấy nhiều sinh vật hình người vàng hoe xuất hiện trong khu vực này. Tuy nhiên, tại hoang mạc, người ta còn thấy cả các cô gái mặc bikini chạy tung tăng trên bãi biển. Thế cho nên thấy người vàng hoe ẩu cũng là chuyện chấp nhận được. Sự tuyệt chủng của loài khủng long. Loài khủng long biến mất khỏi trái đất từ 65 triệu năm trước. Bí ẩn về sự tuyệt chủng của khủng long vẫn khiến rất nhiều nhà khoa học đau đầu. Trước đây, một số nhà khoa học cho rằng thực vật có hoa xuất hiện đã làm thay đổi thành phần thức ăn của khủng long và khiến chúng tuyệt diệt. Trong khi đó, lại có người tin rằng thủ phạm gây ra sự tuyệt diệt của loài khủng long là một tiểu hành tinh khổng lồ di chuyển với tốc độ chậm. Theo suy đoán, nơi rộng nhất của tiểu hành tinh gây ra vụ va chạm có thể đạt 10 km. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn tranh cãi, chưa giải thích được vì sao. Cá nhân chúng tôi thì cho rằng mấy con robot biến hình, tức Transformer, đã nhúng tay vào chuyện này.
ăn thịt người. Cây ăn thịt người là loài thực vật có khả năng ăn thịt con người cũng như những loài động vật lớn khác. Hình ảnh về cây ăn thịt người từ lâu đã là nỗi ám ảnh đối với nhiều người và được thổi phồng qua các tác phẩm văn học, điện ảnh. Charles Robert Darwin cũng từng nghiên cứu về những loài cây có khả năng ăn thịt người. Theo một số tài liệu, trên đảo Java ở Indonesia có một loài cây ăn thịt người. Cây này cao từ 8 đến 9 mét và được cấu tạo bởi rất nhiều sợi dây và cành cây mềm. Chỉ cần có người hay động vật chạm vào bất kỳ một cành nào của cây thì ngay lập tức sẽ bị cành cây cuốn lấy. Đồng thời, cây sẽ tiết ra một chất dịch tiêu hóa để làm tan chảy con mồi. Chuyện cây có khả năng ăn thịt người hay không và bằng cách nào cho đến nay vẫn là một hiện tượng bí ẩn chưa có lời đáp. Điều buồn cười nhất chính là ở chỗ, dù được mệnh danh là loài cây ăn thịt người, thế nhưng chưa có bất kỳ báo cáo nào cho thấy loài cây nà ná cây nắp ấm này ăn thịt được ai. Trái lại, nó đang bị con người tiêu diệt để lấy đất canh tác. Hiện tượng người tự bốc cháy. Hiện tượng người tự bốc cháy xảy ra khi một người do các phản ứng hóa học trong cơ thể tự nhiên bắt lửa và bốc cháy mà không hề tiếp xúc với lửa. Hiện tượng không ngờ này xuất hiện ở thế kỷ thứ 17. Một nhà giải phẫu người Đan Mạch tên là Thomas Bartholin đã miêu tả về cái chết của một người phụ nữ tại Paris với một đoạn văn ngắn gọn là biến thành tro và khói khi bà ta đang ngủ. Tuy nhiên, chiếc đệm rơi mà bà ta đang nằm lại không hề bị cháy. Đến thế kỷ thứ 20, tổng cộng có hơn 200 trường hợp như vậy được ghi nhận. Có một điểm chung trong các trường hợp người tự bốc cháy, đó là cơ thể nạn nhân bị đốt gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, các vật dụng xung quanh, thậm chí trong một số trường hợp, cả quần áo của họ vẫn còn nguyên vẹn. Dù đã có nhiều chuyên gia đưa ra bằng chứng cho hiện tượng này, nhưng đến nay khoa học vẫn chưa thể lý giải tại sao cơ thể người lại có thể tự bốc lửa. Rất có thể có những lý do tâm linh hay ma quỷ nào đấy đằng sau những cái chết cháy này. Nguồn gốc vũ trụ. Trong thế giới hiện đại, lý thuyết Big Bang là mô hình hình thành vũ trụ, giải thích sự ra đời của vũ trụ từ một điểm kỳ dị. Nó nói rằng tại một thời điểm khoảng 14 tỷ năm trước, không gian bị nén trong một điểm duy nhất, sau đó vũ trụ được mở rộng với tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, lý thuyết này không cung cấp bất kỳ lời giải thích nào cho thời kỳ trước cả thời Big Bang. Những gì tồn tại thời ban đầu vẫn là câu hỏi bí ẩn nhất hiện nay. Biết đâu cái vũ trụ mà chúng ta vẫn cho là bao la rộng lớn ấy chỉ là cái túi đựng đồ chơi của những người ngoài hành tinh. Và trái đất thân yêu của chúng ta chỉ là một trong số rất nhiều những viên bi xanh đẹp đẽ sẽ bị mang ra bắn một ngày đẹp trời không xa. Những hòn đá tự di chuyển. Thung lũng chết. Death Valley là một thung lũng dài và hẹp thuộc khu vực phía đông sa mạc Mojave, California. Đây là vùng đất có địa hình thấp nhất, khí hậu khô và nóng nhất tại Bắc Mỹ. Nổi bật tại nơi đây là một chiếc hồ khô, diện tích lớn với những hòn đá, có thể lên tới 320 kg, có khả năng tự di chuyển và để lại phía sau nó những vệt dài trên nền đất nứt nẻ. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để lý giải cho sự di chuyển của những hòn đá, như do ảnh hưởng của từ trường, gió lốc, những lớp tảo trơn, lớp băng mỏng hay thậm chí là có sự nhúng tay của sinh vật ngoài trái đất. Tuy nhiên, hiện tượng những hòn đá di chuyển tại khu vực thung lũng chết vẫn là một bài toán bí ẩn chưa có lời giải đáp trong suốt nhiều năm qua. Nói đến đây, chúng tôi sực nhớ đến câu chuyện về người tàng hình. Và có vẻ như càng ngày tôi càng tin vào câu chuyện này. Trên đây là danh sách top 10 hiện tượng thiên nhiên bí ẩn chưa có lời giải. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì về những hiện tượng trên? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của bọn mình. Hiện tại channel Top 5 Lạ Kỳ có một fanpage duy nhất tại địa chỉ facebook.com/top5laky. Hãy like fanpage và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Không chờ thêm nữa, hãy cùng chúng tôi đến với Top 5 người nổi tiếng, nổi nhờ tay tiếng. Quân cùn tên thật là Nguyễn Hoàng Mỹ, sinh năm 1991 tại Bình Định, lớn lên tại Đà Lạt. Anh bắt đầu được biết đến khi đăng tải những clip ghi lại cảnh ăn mặc lố lăng cùng những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội. Trong clip, quân cùn thường mặc được một chiếc quần chip, à nhầm, xịt, tạo dáng óng ẹo, mắt đều bị áp tròng khiến ai xem qua cũng phải dùng mình. Không hiểu anh học đâu ra cái cách tạo xì căng đan khiến người xem phải nổi gai ốc toát mồ hôi như vậy. Dù sao thì cũng phải khá khen cho tài năng và diễn xuất của anh. Chỉ tiếc là nền công nghiệp phim cổ trang ở nước ta không phát triển, nếu không anh